Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách rút tiền và kiểm tra tài khoản. Thì bây giờ trên màn hình nó đang hiện lên các mục như thế này. Ở phần đầu tiên đây là ở phần đầu tiên đây là cái để Hikidashi, tức là cái để mình rút tiền luôn. Còn ở đây cái này là cái số dư còn lại trong tài khoản. Cái này là nộp tiền vào tài khoản. Cái này là của ngân hàng vào để in xem thử tài khoản mình còn bao nhiêu và lịch sử rút thế nào. Đấy, thì còn đây, còn cái này là cái phần này là dùng để chuyển tiền, chuyển khoản cho tài khoản khác. Đấy. Bây giờ mình không biết trong tài khoản còn bao nhiêu tiền thì trước khi rút thì mình kiểm tra xem thử tài khoản dư bao nhiêu. Thì chúng ta bấm vào đây. Đấy. Lúc này thì nó bảo cho thẻ vào. Đấy, cái phần này là phần để đưa thẻ vào, còn đây là phần để đưa sổ ngân hàng vào. Nó sáng lên thì mình cho thẻ vào thôi. Đấy. Lúc này trên màn hình hiển thị là bảo chờ. Và đây là nhập mật khẩu. Phần này mình không quay. Đấy. Nhập xong là nó bảo đang xử lý. Đấy. À. Đây là số dư còn lại. 17 man. Đấy, 17 man 6 sen. Ở đây thì nó hiện lên các thông số rút tiền, chuyển khoản, nộp tiền. Đấy, hai vậy thôi. Thì bây giờ mình rút, mình bấm vào đây Hikidashi. Đấy, nó đang bảo chờ. Thì nó lại đòi hỏi mình phải nhập lại mật khẩu một lần nữa. Chờ một chút. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ nhập số tiền mình muốn rút vào, muốn rút ra. Bây giờ mình sẽ rút 15 man. Ví dụ 15 man. Ở đây mình phải nhập cái đây. 15 man. Mấy sen mình muốn rút mấy sen nữa thì mình nhập đây và ấn vào cái sen này. Đấy, xong rồi bấm yên. Đấy. Bây giờ nó ra màn hình như thế này. Thì mình ở đây là ở cái này là nó chỉ lấy cả tiền 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 tờ 1 man và tiền tiền tờ 1 sen và 5 sen. Đấy, tức là lấy nhiều loại tiền. Còn nếu mà mình cắt cân in thì nó chỉ lấy tờ 1 man thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy nhiều loại tiền đấy. Đấy. Phí rút là 108 yên. Đấy. Rồi mình bấm cả cân in xác nhận. Ở đây là khay tiền ra thì mình chờ một chút. Đấy. Bây giờ đây là số tiền mình rút. Và đây là số tiền còn lại. Thì ở đây nó có hai mục. Cái này là mình sẽ lấy biên lai. Còn ở bên này là không lấy biên lai. Thì mình sẽ lấy biên lai luôn. Đấy. Xác nhận. Cắt lên. Đấy. Sau khi mình lấy thẻ và biên lai ra thì tiền sẽ ra. Đấy. Các bạn. Đây nó có tờ 1 man, tờ 1 sen. Đấy.
tức là có cả loại tiền 1 man và 1 sen. Còn lúc nãy nếu mình bấm bên cái kia thì nó chỉ ra tờ 1 man thôi. Như vậy là quá trình rút tiền đã hoàn tất, thì nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay và bổ ích thì cho mình một like và đăng ký, nhấn nút đăng ký ủng hộ để mình có thể ra nhiều video bổ ích và hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn.